Chiều ngày 13 tháng 8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phát hiện cơ sở sản xuất bột ngọt giả tại phường Hương Sơ, thành phố Huế. Đồng thời, lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi sản xuất bột ngọt giả là Phan Thị Mỹ Linh và chồng là Trần Đình Thắng, 36 tuổi, cùng trú tại địa chỉ số 19/128, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ. Theo đó, từ đầu năm 2020 đến nay, Linh và Thắng mua bột ngọt giá rẻ của Trung Quốc, rồi sang chiết vào các bao bì được làm giả nhãn hiệu của Ajinomoto và nhãn hiệu Thái Lan, sau đó làm ra các thành phẩm mang tên các nhãn hiệu này để bán ra thị trường kiếm lời. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm 430 gói bột ngọt giả có trọng lượng 232 kg cùng 300 kg bột ngọt nguyên liệu có xuất xứ từ Trung Quốc, hơn 1.600 vỏ bao bì nhãn hiệu Ajinomoto và nhãn hiệu Thái Lan cùng nhiều thiết bị để sản xuất hàng giả. Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng công an còn thu giữ thêm 5.000 vỏ bao bì có nhãn hiệu Thái Lan, gần 500 gói bột ngọt ở các địa chỉ mà Linh và Thắng đã phân phối tiêu thụ. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.